hỗn loạn trong buổi điều trần của ông Carnival tại Thượng viện. Đảng Dân Chủ hôm thứ Ba đã chỉ trích cay đắng đảng Cộng Hòa không cung cấp đầy đủ tài liệu của Tòa Bạch Ốc về ứng viên thẩm phán tòa tối cao. Nhiều người đã có những lời lớn tiếng trong buổi điều trần tại Thượng viện. Tổng thống Trump đã thổi phòng sự việc trên Twitter nói rằng buổi điều trần thực sự là màn trình diễn cho thấy sự tức giận và đê hèn của đảng Dân Chủ nhằm tìm cách gây tổn thương và bôi nhọ ông Carnivore. Nếu được xác nhận, ông Kavanaugh, 53 tuổi, dự tính sẽ trở thành thẩm phán, đưa tối cao pháp viện ngã sang khuynh hướng đa số bảo thủ. Các lãnh đạo dân chủ tại Thượng viện đã tuyên bố một cuộc chiến khốc liệt nhằm ngăn chặn việc xác nhận đề cử ông Kavanaugh. Họ nhắm vào các quan điểm của ông về quyền phá thai, quyền sử dụng súng và quyền lực tổng thống trong phiên điều trần kéo dài từ thứ tư đến thứ sáu. Đảng Cộng hòa đã công bố một số tài liệu về ông Kavanaugh, và giữ lại một số trong đó có liên quan đến công việc vào thời gian ông làm luật sư cho văn phòng luật của Tòa Bạch Ốc. Đảng Cộng hòa nói rằng đảng Dân Chủ đã có đủ hồ sơ để đánh giá cá nhân ông, bao gồm 12 năm bày tỏ các ý kiến tư pháp với tư cách thẩm phán Tòa Phúc Thẩm Hoa Kỳ tại District of Columbia Circus. Tại buổi điều trần, ông Kavanaugh ngồi lặng lẽ nhìn chầm chầm vào các thành viên trong Ủy ban Thượng viện. Ngón tay ông đang xen vào nhau trong khi những người tham dự quấy rối bị bắt lôi ra khỏi phòng thỉnh thoảng ông ghi chú gì đó trên giấy và cuối cùng ông nói tối cao pháp viện là tuyến phòng thủ cuối cùng về việc phân chia quyền hạn trong chính phủ Hoa Kỳ và các quyền tự do trong hiến pháp ông nhấn mạnh tối cao pháp viện không nên bị xem là một tổ chức đảng phái đảng viên Cộng hòa Orange Hatch cáo buộc các thượng nghị sĩ đảng dân chủ là chủ nghĩa cơ hội trong giờ nghỉ trưa, ông Fred Goodenberg, người có con gái bị giết chết trong cuộc xả súng tại trường trung học Parkland, Florida hồi tháng 2, đã cố tìm cách nói chuyện với ông Kavanaugh, nhưng đã bị ông từ chối. Video cuộc gặp gỡ được chia sẻ rộng rãi trên phương tiện truyền thông xã hội. Ông Goodenberg sau đó đã viết trên Twitter, Tôi nghĩ ông Kavanaugh không muốn giải quyết các vấn đề bạo lực súng. Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc Ray Charles nói rằng, an ninh đã can thiệp trước khi ông Kavanaugh có thể nói chuyện với ông Gerdensberg. Thượng viện có thể sẽ bỏ phiếu xác nhận vào cuối tháng 9, trước khi tối cao pháp viện bắt đầu làm việc trong nhiệm kỳ mới vào tháng 10. Các đảng viên Dân Chủ đang tìm cách lấy lại quyền kiểm soát quốc hội từ đảng Cộng Hòa. Phiên điều trần đem đến cho đảng Dân Chủ một cơ hội, đưa trường hợp ông Kavanaugh ra trước cuộc bầu cử quốc hội tháng 11. Ông Kavanaugh có thể bị thẩm vấn về quan điểm của ông về việc điều tra các vị tổng thống, một trong những công việc liên quan đến điều tra viên đặc biệt Robert Mueller trong cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp và thông đồng với chiến dịch ông Trump vào bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Chiến đấu cơ Nga tấn công Idlib, Syria, một nhóm đang theo dõi cuộc nội chiến tại Syria cho biết quân đội Nga đã tiến hành các cuộc không kích lớn tấn công vào thành trì phe đối lập hôm thứ Ba, giết chết 4 người, làm bị thương 8 người. Đài quan sát nhân quyền Syria đã thông cáo về các cuộc không kích vào tỉnh Idlib, phía Tây Bắc Syria hôm thứ Ba, nói rằng Nga ủng hộ chính phủ Syria của Bashar al-Assad, tấn công vào các vị trí quân đối lập. Thông báo được đưa ra giữa lúc chính phủ ông Assad được cho là đang lên kế hoạch tấn công toàn diện vào Idlib. Liên Hiệp Quốc và các nước đã cảnh cáo những cuộc tấn công như vậy sẽ gây ra khủng hoảng nhân đạo. Phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã không đưa ra bình luận trước câu hỏi liệu Moscow có thực hiện các cuộc không kích hay không. Tuy nhiên, ông nói Nga biết rằng phe chính phủ Syria đang chuẩn bị giải quyết vấn đề này. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc tại Syria Stephen de Mostura nhấn mạnh sự cần thiết cần có giải pháp chính trị trong vấn đề syria phát biểu trước các phóng viên hôm thứ ba ông nói nên tổ chức các cuộc đàm phán giữa những nước liên quan bao gồm nga để giải quyết vấn đề của idlib hoa kỳ chỉ trích sinh mạng của hàng triệu thường dân vô tội đang bị đe dọa bởi cuộc tấn công của chế độ ông assad được nga và iran hỗ trợ tuyên bố nhấn mạnh tổng thống hoa kỳ donald trump cảnh cáo một cuộc tấn công như vậy sẽ khiến leo thang căng thẳng dẫn đến xung đột bi thảm nguy hiểm cho cuộc sống của hàng trăm ngàn người. Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ đáp trả phù hợp nếu ông Assad dám dùng vũ khí hóa học một lần nữa. Trước đó hôm thứ Hai, Tổng thống Trump cảnh cáo ông Assad trong một thông điệp trên Twitter ông viết, ông Assad không nên liều lĩnh tấn công vào Idlib. Sách mới của Bob Woodward cho thấy tình trạng hỗn loạn của các nhân viên ông Trump tại Tòa Bạch Ốc. Cuốn sách mới của Bob Woodward với tựa đề Fear sẽ được phát hành vào thứ Ba ngày 11 tháng 9. Tuy nhiên, Washington Post và CNN có được bản sao những phần ghi chú quan trọng, đáng chú ý nhất của cuốn sách. Cuốn sách ghi nhận, một tháng sau khi ông Trump trở thành tổng thống, ông đã yêu cầu tướng Joseph Dunford, chủ tịch Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, lên kế hoạch cho cuộc tấn công đầu tiên vào Bắc Hàn. Sau cuộc tấn công hóa học của chế độ độc tài Bashar al-Assad hồi tháng 4 năm 2017 tại Syria, Tổng thống Trump nói với Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, ông muốn ám sát ông Assad. Tổng thống Trump giận dữ la lớn, hãy giết hắn ta đi, giết hết bọn chúng đi. Trong buổi tập dợt với các luật sư chuẩn bị cho cuộc điều tra tiềm năng của ông Robert Mueller, luật sư John Dow đã nói với Tổng thống Trump, đừng ra làm chứng hoặc sẽ phải mặc đồ tù. Giống như cuốn Fire Fury của Michael Wolff trước đây, Cuốn phia của Woodward miêu tả tổng thống nhiều lần bị các cố vấn phê phán và kinh miệng, thiếu kiến thức và vô trách nhiệm trong việc bảo vệ đất nước. Tránh văn phòng tòa bạch ốc John Kelly dường như đã gọi tổng thống Trump là kẻ ngốc, chạy trật đường ray và thăng thở, còn chúng ta thì dường như đang ở Crazy Town. Cụ cố vấn kinh tế Gary Cohn đã lấy trộm một tài liệu liên quan đến việc rút khỏi hiệp định thương mại với Nam Hàn vì lo ngại sẽ gây khủng hoảng kinh tế. Ý chính trong những chuyện kể liên quan đến các phụ tá tổng thống Trump chủ yếu nhằm mô tả ông Trump thường nói hoặc làm những điều thiếu suy nghĩ, thái quá và những phụ tá phải nỗ lực hết sức để ngăn cản ông làm rối tung mọi thứ. Ông Woodward đã cố tiếp cận với tổng thống nhưng không thể phỏng vấn. Sau khi ông hoàn thành bản thảo, tổng thống Trump đã gọi điện thoại cho ông Woodward và bày tỏ sự hối hận vì đã không nói chuyện với ông. Trong một bản ghi âm được The Post đăng lại, ông Woodward đã cho Tổng thống Trump biết rằng ông đã phỏng vấn nhiều viên chức tòa bạch ốc bên ngoài văn phòng của họ và thu thập các tài liệu. Ông Woodward nhấn mạnh với Tổng thống Trump, đó là một cái nhìn không mấy hay ho về thế giới và chính quyền dưới thời Tổng thống Trump. Tổng thống đáp lại, đúng vậy, tôi nghĩ rằng điều đó có nghĩa là một cuốn sách tiêu cực. Phó Tổng thống Penn kêu gọi phóng thích các nhà báo Reuters bị bỏ tù Phó tổng thống Hen đã lên tiếng phản đối kịch liệt chống lại phán quyết của một thẩm phán Miami kết tội nhà báo Walloni 32 tuổi và Kiasou 28 tuổi với cáo buộc lưu giữ hồ sơ tối mật của chính phủ hôm thứ hai. Ông Hen viết trên Twitter Walloni và Kiasou nên được khen thưởng và không bị giam giữ vì công việc của họ là chỉ phơi bày sự thật, các vi phạm nhân quyền thảm sát và giết người hàng loạt. Tự do tôn giáo, tự do báo chí là điều cần thiết cho một nền dân chủ mạnh mẽ. Tại Giang Gòn trước đó vào thứ Ba, vợ của hai nhà báo khẳng định hai người đàn ông vô tội và kêu gọi chính quyền trả tự do cho họ đồng tù với gia đình. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley cho biết hôm thứ Ba, Hoa Kỳ sẽ lên tiếng bảo vệ cho hai nhà báo này. Trong một cuộc họp báo tại New York của Hội đồng Bảo an hồi tháng 9, bà Haley nói hai phóng viên này bị bỏ tù chỉ vì họ đã nói sự thật. Mark Green quản trị viên của cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ cho biết những trường hợp như vậy là một trở ngại lớn đối với dân chủ và luật pháp của Myanmar